Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón xem bản tin tiếng Việt ngày 4 tháng 9 của đài truyền hình BTS Đài Loan. Thưa quý vị, tối hôm qua, sau khi bão Hải Khuẩy từ Cao Hùng ra biển, sáng hôm nay lại mang theo mưa to gió lớn, thêm lần nữa đổ bộ vào khu vực rồi diễn thuộc Cao Hùng. Mặc dù hiện nay bão đã ra biển, nhưng do gió mạnh, dây điện cao thế bị đứt, khiến hơn 68.000 hộ dân bị mất điện, gần 200 gốc cây bị gãy đổ. Do trần nhà đổ sập lõm xuống một lỗ hổng khiến nước mưa không ngừng thấm thấu vào, bức tường ngoài bị tách ra khỏi căn nhà. Hình ảnh này xuất hiện tại dãy nhà nằm trong con hẻm khu vực của San Cao Hùng vào lúc 4 giờ sáng nay, do gió mạnh khiến cây cối đổ sập lên nóc nhà, làm cho tầng 2 của căn nhà bỗng dưng trở thành căn nhà nguy hiểm. Và lúc 4 giờ sáng nay, bão Hai Khuỳ lần thứ 2 đổ bộ vào Cao Hùng để lại cảnh tan hoang. Tại khu làng gia quyến Hải Quân ở Trò Diễn, nhiều cây cối bị đổ gãy, chắn ngang đường, ngay tắc nghẽn giao thông. Gió mạnh khiến gần 200 cây cối bị đổ sập, nhiều nhánh cây ngã đè làm đứt đường dây điện. Từng đợt gió mạnh của bão Hai Khuỳ càn quét Cao Hùng làm cho nhiều đường dây cao áp bị giật tung, khiến hơn 68.000 hộ dân bị mất điện. Hiện phần lớn đã được khôi phục sau sửa chữa. Bão cấp 14 và sức gió giật mạnh cũng càn quét cả khu vực Đài Đông, làm cho dải hàng rào trải dài 400 mét trên đường băng của trạm hàng không Đài Đông cũng bị thổi sập. Cây lớn ở bên ngoài trạm cũng bị bật gốc. Ngoài ra có hơn 40.000 hộ dân bị mất điện. Nhiều đường phố trong thành phố Đài Đông cũng xuất hiện cảnh cây cối đổ sập, ở khu vực nuôi lì dưới còn bị sạt lở đất đá. Do ảnh hưởng của bão, đường liên tỉnh số 95, con đường duy nhất thông với bên ngoài của khu vực suối nước nóng Tung Phù ở Nam Đầu, lại thêm lần nữa bị sạt lở, khiến giao thông bị tê liệt hoàn toàn. Hôm nay, chính quyền huyện đã điều động xe cơ giới đến, dọn dẹp hiện trường khắc phục hậu quả. Đường liên tỉnh số 95, đoạn ngang xã Xin Di, huyện Nam Đầu, thêm lần nữa bị sạt lở. Sáng sớm ngày 4 tháng 9, xe cơ giới loại lớn đã đến đây để tiến hành công tác dọn dẹp. Những cư dân đã được sơ tán trong mấy hôm trước. Hôm nay, nhân lúc thời tiết ổn định cũng đã trở về nhà, nhưng đến nơi mới phát hiện nhà cửa đã bị chôn vùi trong đất đá. Đường liên tỉnh số 95, đoạn Nam Đầu, là tuyến đường duy nhất liên kết giữa thôn Tung Phù và bên ngoài. Hiện nay trên núi có khoảng 1.000 cư dân. Họ cho biết lương thực và nước uống vẫn đủ dùng, thế nhưng chỉ trong một tháng, cùng một địa điểm có đến 3 lần bị sạt lở, ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt của người dân. Sau khi tâm bão Hải Khuỳ đổ bộ vào Cao Hùng lần thứ hai, hơn 7 giờ sáng nay, bão lại từ Đài Nam vượt qua eo biển hướng về phía Trung Quốc. Mặc dù khi di chuyển qua đất liền, nó đã trở thành cơn bão nhẹ, nhưng Cục Khí tượng vẫn tiếp tục đưa ra cảnh báo bão trên biển và trên đất liền. Dự kiến đến chiều tối nay, cảnh báo bão trên đất liền sẽ được gỡ bỏ. Vách đá núi trên con đường đi về thôn Thủng Mĩnh, xã Sưu Liện, Hoa Liên bị sạt lở do bão để lại và nước bùn. Sau 2 ngày mưa lớn khiến lượng mưa tích lũy hơn 800mm do sạt lở đất đá làm tắc nghẽn giao thông, hiện văn phòng xã địa phương dốc sức tu sửa lại đường xá. Vào tối chủ nhật, bão Hai Khuỳ đã từ Cao Hùng ra biển do khí áp ở tầng thấp và tầng trên cao bị tách ly, tốc độ bão bị chậm lại và xoay vòng tại chỗ. Tiếp đó vào 4 giờ rạng sáng chủ nhật, bão Hai Khuỳ lại thêm lần nữa đổ bộ vào Cao Hùng, xong lại quay ra biển từ chi của Đài Nam vào lúc 7 giờ hơn. Cục khí tượng tiếp tục phát cảnh báo mưa lớn ở các khu vực bao gồm Nghi Lan, Hoa Liên, Đài Trung và Nam Đầu sẽ có mưa cực lớn, ở những vùng khác cũng sẽ có mưa lớn. Chuyên gia khí tượng nêu rằng vì một cơn bão hai lần đổ bộ vào đất liền là khá hiếm trong lịch sử. Ngoài cơn bão Wayne năm 1986 và bão Phong Hoàng năm 2014, thì trong lịch sử chưa có bất kỳ cơn bão nào có đường di chuyển giống như bão Hai Khuỳ. Lần này, thời gian bão Hai Khuỳ ảnh hưởng Đài Loan khá lâu sẽ kéo dài đến tận chiều tối hôm nay. Kể từ thứ ba, bão sẽ rời khỏi dừng, tuy nhiên Đài Loan vẫn tiếp tục nằm trong phạm vi luồng áp nhiệt đới. Thời tiết vẫn không ổn định, phải đến cuối tuần này khi môi trường thời tiết xung quanh chuyển sang gió Bắc và gió Đông Bắc, thì tình hình mưa dông mới giảm rõ rệt, khi đó thời tiết sẽ trở nên ổn định hơn nhiều. Gần đây, do các cơn bão liên tục ập đến, cộng thêm nhu cầu cúng kiến trong tháng 7 âm lịch, nên giá thịt lợn và rau xanh đều không ngừng tăng cao. Để bình ổn giá cả, công ty nông sản Đài Bắc đã quyết định
từ ngày 6 tháng 9 sẽ cung cấp khoảng 50 tấn rau xanh cho các siêu thị ở Đài Bắc. Giá một cái bắp cải tại chợ đều hơn 100 đồng Đài tệ. Do ảnh hưởng của các đợt bão liên tiếp ập đến, giá rau cải không ngừng tăng cao. Giá rau cải bình quân tại công ty nông sản Đài Bắc là gần 50 đồng Đài tệ. Mặc dù tương đối ổn định hơn mấy ngày trước, nhưng cũng có nhiều người dân lo ngại sau bão, rau cải sẽ đắt đỏ hơn nên từ sáng sớm đã đến chợ mua về dự trữ. Để bình ổn giá rau xanh, công ty nông sản Đài Bắc sẽ tung ra khoảng hơn 50 tấn rau củ cho các siêu thị ở Đài Bắc. Điển hình như một túi rau xà lách sẽ có giá là 29 Đài tệ, một hộp bắp non là 28 đồng Đài tệ, một túi cà rốt 33 đồng Đài tệ, bắp cải nhập khẩu một cái 75 đồng Đài tệ. Tất cả 8 loại rau củ đều có giá thấp hơn giá cả trung bình trên thị trường. Hôm nay, Liên minh Lao động Di trú Đài Loan đã mở cuộc họp báo tại Bộ Lao động, yêu cầu chính phủ hủy bỏ chế độ môi giới tư nhân, thực thi chế độ thuê lao động trực tiếp giữa hai chính phủ. Nhiều bạn lao động di trú đã có mặt trong buổi họp báo, chia sẻ những trải nghiệm đau đớn của bản thân. Nhóm lao động di trú tập trung hô to khẩu hiệu và yêu cầu. Sáng nay, Liên minh Lao động Di trú ở Đài Loan có cuộc họp báo tại Bộ Lao động lên án chế độ môi giới tư nhân, ví họ như loài quỷ đói đã đẩy người lao động nước ngoài lâm vào cảnh sống bị bóc lột, yêu cầu chính phủ hủy bỏ môi giới tư nhân, thực thi chế độ thuê lao động nước ngoài trực tiếp giữa hai chính phủ. Nhiều lao động di trú đích thân đứng ra để yêu cầu hủy bỏ môi giới, chia sẻ trải nghiệm thương tâm của mình, cho rằng nhổ môi giới tư nhân bằng cách nắm giữ mức hàng ngạch phân phối từ chủ thuê và độc quyền về thông tin để giành được càng nhiều lợi nhuận hơn từ dịch vụ tiếp nhận lao động nước ngoài vào làm việc, cũng như thu phí môi giới phi pháp gây khó khăn cho lao động chuyển chủ, dẫn tới tỷ lệ lao động mất liên lạc ngày càng tăng cao. Bộ Lao động phản hồi trước bản trình tình khiếu nại của lao động di trú cho biết nếu công ty môi giới vi phạm việc thu phí môi giới vượt quy định sẽ chịu mức phạt cao nhất bị ngưng hoạt động một năm, Bộ Lao động sẽ chủ động và thanh tra ngẫu nhiên. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin tiếng Việt trong ngày hôm nay.